Chào các bạn, tôi là Sasuke, hiền nhân. Một loại sức mạnh được tạo ra để một con người bình thường có đủ sức mạnh để có thể chơi với chúa. Nhưng hiển nhiên là nó vẫn không là gì so với một Jinchuriki. Để luyện được hiền nhân thì phải lên núi, tu thành chính quả bằng cách vái lại mấy con bò sát hạt lưỡng cư và nhờ tụi nó luyện tập giùm. Thế nên trong Naruto có đa dạng các loại hiền nhân mà một người có thể học đấy nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bên chơi điện tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các loại hiền nhân trong Naruto nhé. Hiền nhân cốc. Loại hiền nhân mà mình sẽ nói đến đầu tiên chính là loại hiền nhân mà Nano đã được dạy và luyện thành công, đó chính là hiền nhân cốc. Hiền nhân cốc là loại thuật hiền nhân được dạy bởi những con cốc tại sơn cáp Myoboku. Và trong Naruto, những người đã học được loại hiền nhân này bao gồm Naruto, Jiraiya, Minato và lục đạo hiền nhân Hagoromo. Hiền nhân cốc theo cảm nhận của mình là loại hiền nhân dễ học nhất trong tất cả các loại hiền nhân thuật trong Naruto. Vì theo đánh giá của mình thì nó không quá mức phức tạp để học, cũng như là điều kiện để học được loại hiền nhân này cũng không quá mức khắt khe. Đầu tiên, khi nói đến điều kiện để học được hiền nhân cốc thì người học cần phải đáp ứng một tiêu chí mà có thể nói là hầu hết các loại hiền nhân đều có. Đó là người học phải sở hữu một nguồn chakra cực lớn trong cơ thể. Vì nguồn chakra bên trong cơ thể của một người bình thường không quá lớn, chính vì thế mà nếu sinh ra với một nguồn chakra như bao shinobi bình thường khác thì ninja đó sẽ không bao giờ có thể học được hiền nhân thuật. Cho nên là để học được hiền nhân thuật thì bạn phải có nhân phẩm cao và biết lựa chọn gia tộc nào để có trữ lượng chakra lớn mà đầu thai. Như mình đã nói, không phải ai cũng có một nguồn chakra đủ lớn để có thể học được hiền nhân thuật, nên số lượng người sử dụng được hiền nhân thuật rất là ít, mà thậm chí là chỉ có 4 người. Đã vậy, để luyện được hiền nhân cốc thì còn phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể thi triển được. Mình lưu ý đó là thi triển được thôi nhé, chứ đừng nói đến việc thi triển nó một cách hoàn hảo. Và để rút ngắn thời gian học, người đó có thể đi đến thánh địa Myoboku của loài cốc để học. Do đây là một nơi có nguồn năng lượng tự nhiên rất lớn, nên việc học hiền nhân cốc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trước tiên, khi bắt đầu học hiền nhân cốc, người học sẽ phải luyện tập ngồi thiền và tâm trí để đạt đến trạng thái trống rỗng, từ đó cảm nhận được nguồn chakra tự nhiên và hấp thụ nó. Khi đã bắt đầu cảm nhận được chakra tự nhiên và hấp thụ nó thì bước tiếp theo cũng là bước khó nhất, đó chính là cân bằng lượng chakra tự nhiên đang được hấp thụ với chakra bên trong cơ thể. Và để có thể cân bằng được lượng chakra tự nhiên được hấp thụ và lượng chakra bên trong cơ thể, đó chính là phải bất động và tập trung vào việc điều tiết chakra của bản thân. Một khi đã làm được bước này thì người luyện sẽ có thể tiến vào cảnh giới hiền nhân cốc. Mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng các bạn chắc cũng đã biết việc này khó đến mức nào. Khi mà Jiraiya phải mất mấy năm luyện tập thì mới có thể thành công luyện được hiền nhân cốc. Nhưng vì không cân bằng được chakra một cách hoàn hảo, mà khi sử dụng hiền nhân thuật, ông vẫn còn lại những đặc điểm của cốc. À mà mình quên lưu ý rằng, nếu như không cân bằng được lượng chakra tự nhiên và hấp thụ quá nhiều thì người luyện tập có thể trở thành cốc đá. Và Naruto khi luyện tập thì cần phải có ngài Fukasaku đứng canh chừng, dùng một cái gậy đặc biệt đánh bay chakra tự nhiên ra khỏi cơ thể khi Nano sắp biến thành cốc. Mặc dù có nhiều rủi ro, khó luyện và điều kiện để luyện cực kỳ khắc khe, nhưng khi đã luyện được hiền nhân cốc thì người luyện sẽ được gia tăng tất cả chỉ số trong chiến đấu và có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng cơ thể nhẫn thuật và ảo thuật. Ngay cả sức mạnh của các nhẫn thuật và thể thuật cũng được tăng lên gấp nhiều lần, và đó chính là phần thưởng cho việc thời gian luyện tập cực kỳ gian nan của loại hiền nhân này. Ngoài ra, tại sơn cáp Myoboku, loài cốc đã phát hiện ra một số mẹo giúp cho việc luyện tập và cảm nhận năng lượng tự nhiên dễ dàng hơn. Đó chính là bồi kèo cốc lên cơ thể và từ đó rút ngắn được thời gian luyện tập. Hiền nhân cốc được chia ra làm 3 cấp độ và cho đến hiện tại vẫn chưa có người sử dụng được đến cấp độ cao nhất ngoài lục đạo hiền nhân. Cấp 1 là khi đã cân bằng được lượng chất ra tự nhiên hấp thụ nhưng chưa đến mức hoàn hảo và vẻ ngoài sẽ giống với Jiraiya khi dùng thuật. Cấp thứ 2 là như Naruto và Minato, khi đã cân bằng được năng lượng tự nhiên một cách hoàn hảo, trên mắt sẽ xuất hiện hiền nhân chất như cha con anh 7. Cấp 3 là cấp cao nhất, để họ có thể triệu hồi hai đại nhân cốc là Fukasaku và Shima, để họ có thể làm nhiệm vụ hấp thụ chất ra tự nhiên. Còn bản thân người thi triển chỉ việc cân bằng nó trong lúc đang chiến đấu. Sở dĩ mình nói lục đạo hiền nhân đã đạt được 3 cấp độ dù ông không kết hợp với bất kỳ một con cốc nào là vì Hagoromo đã phát triển kỹ năng của mình đến mức có thể vừa chiến đấu vừa hấp thụ chất ra tự nhiên, nên ông không cần cốc hấp thụ giúp mình. Thậm chí là Hagoromo còn phát triển hiền nhân cốc mà mình đã học được lên một đẳng cấp khác là hiền nhân lục đạo. Nghe chưa? Và loại này mình sẽ nói ở phần sau của video. Hiện tại khi Naruto đã mất đi Kurama rồi thì có thể anh 7 sẽ là nhân vật tiếp theo lên đến cấp độ cao nhất của hiền nhân cốc, bởi lúc trước do bị Kurama khước từ đéo mà ngài Fukasaku đã không thể đồng bộ với Nano được. Còn bây giờ thì việc đó là hoàn toàn có thể khi Kurama đã đi bán muối rồi. The fuck? Hiền nhân rắn.
Loại hiền nhân thứ hai là hiền nhân rắn, và nó được truyền lại tại hang động Ryuchi bởi Bạch Xà Tiên Nhân. Người học được loại hiền nhân thuật này thì cũng tương tự như các hiền nhân cấp, khi các chỉ số sức mạnh đều tăng lên nhiều lần. Nhưng khác với hiền nhân cấp, đó là hiền nhân rắn còn cho phép người sử dụng truyền chất ra vào vật vô cơ và điều khiển chúng. Điều kiện để học được hiền nhân rắn cũng là phải có một nguồn chất ra cực kỳ khổng lồ trong cơ thể. Nhưng ngoài ra, còn một điều kiện nữa, đó là không chết. Đúng vậy, vì để học hiền nhân rắn thì Bạch Xà Tiên Nhân sẽ cắn vào cơ thể của người học và tiêm vào cơ thể họ năng lượng tự nhiên. Vì sức mạnh được đưa vào cơ thể là rất lớn, nên cơ thể cần phải chịu đựng được sức mạnh này. Nếu không, người được cắn sẽ bị biến thành rắn và sẽ bị Bạch Xà Tiên Nhân ăn thịt. Nếu sau khi bị cắn vẫn có thể giữ được hình dạng con người, tức là cơ thể chịu đựng được nguồn chất ra tự nhiên mới được bơm vào người, thì người đó sẽ được Bạch Xà Tiên Nhân dạy sử dụng hiền nhân thuật. Về cơ bản thì cách hấp thụ năng lượng tự nhiên của hiền nhân rắn cũng giống với hiền nhân cốc, cũng phải ngồi thiền, tĩnh tâm, cảm nhận năng lượng tự nhiên rồi sau đó hấp thụ và cân bằng nguồn năng lượng này. Nhưng theo cảm nhận của mình thì có vẻ như hiền nhân rắn ấn tượng hơn hiền nhân cốc, vì sau khi sử dụng hiền nhân rắn thì ai cũng mọc sừng mà không cần có người yêu. Quay lại với hiền nhân rắn thì khi sử dụng loại hiền nhân này, cơ thể của người sử dụng sẽ có rất nhiều biến đổi. Dù người đó có đạt tới cảnh giới cân bằng chất ra hoàn hảo như thế nào, bằng chứng là Kabuto và Mitsuki khi sử dụng trạng thái hiền nhân này thì cơ thể của họ đều có sự biến đổi ngoại hình rất nhiều. Đầu tiên, như hiền nhân cốc thì hiền nhân rắn có vệt màu tím xuất hiện trên mắt gọi là hiền nhân chất, và trong mắt cũng biến đổi giống với mắt của rắn. Còn cơ thể thì xuất hiện những đặc điểm của loài rắn như da có vảy và thêm răng nanh. Riêng Mitsuki khi tiến hóa vào trạng thái hiền nhân thì còn có thêm một vòng sáng bao quanh. Kabuto sau khi học được hiền nhân rắn thì đã kết hợp cấy thêm ADN của gia tộc Chugo vào người. Nhờ đó anh không cần phải tập trung hấp thụ chất ra và cân bằng như Naruto, mà cơ thể của Kabuto luôn tự động hấp thụ và cân bằng. Và vì vậy mà Kabuto luôn trong trạng thái hiền nhân. Còn Mitsuki, mặc dù không học hiền nhân rắn, nhưng do Orochimaru đã nghiên cứu và cấy ghép những gì tinh túy nhất của thế giới nhận giả vào người, nên việc cậu có thể sử dụng được hiền nhân thuật cũng là một trong các khả năng của Mitsuki. Nhưng cũng may nói là nhờ khả năng tuyệt vời của cha mình mà Mitsuki đã có thể làm chủ được hiền nhân thuật. Hiền nhân lục đạo. Đây là một loại hiền nhân đặc biệt và cao cấp rất nhiều so với hiền nhân cốc hay hiền nhân rắn. Hiền nhân lục đạo là loại hiền nhân được. Loại hiền nhân này đặc biệt hơn hai loại hiền nhân mình vừa kể trên là vì nó có thể được ban phát cho người khác, và Hagoromo đã ban khả năng này cho người con trai Asura và sau này là Naruto. Ngoài ra, còn một cách khác để có được trạng thái hiền nhân lục đạo, đó là trở thành Chinchuriki thập vĩ. Một khi đã đạt được đến cảnh giới hiền nhân lục đạo thì có thể nói là người đó sẽ có được sức mạnh vô đối và cực kỳ khủng khiếp. Những khả năng cơ bản mà một người có thể đạt tới cảnh giới hiền nhân này, đó là sử dụng được năm phép biến đổi nguyên tố tự nhiên và thành thạo cả âm dương độn. Không chỉ có vậy, người đó còn khả năng bay lượn tự do trong không trung một cách dễ dàng. Một khả năng đặc biệt nữa của người sử dụng hiền nhân lục đạo, đó là người đó sẽ sở hữu đạo ngọc cầu và có thể điều khiển nó trở thành bất kỳ hình dạng gì mà người sử dụng muốn. Đạo ngọc cầu có khả năng thanh tẩy những hoạt thi chuyển sinh, khiến cho họ không thể tái tạo được cơ thể một khi nó bị đánh trúng. Ngoài ra, khi đã bước vào trạng thái hiền nhân lục đạo thì mọi nhẫn thuật đều sẽ không thể làm bị thương được người sử dụng hiền nhân lục đạo, ngoại trừ chất ra hiền nhân hoặc là thở thuật. Trạng thái hiền nhân lục đạo cũng giúp cho cơ thể chữa lành mọi vết thương một cách nhanh chóng. Khi trường hợp của Madara và Obito, thậm chí khi Naruto có được chất ra lục đạo, thì anh bảy còn có thể ngăn cơ thể của Gai tan rã sau khi mở hết 8 cổng của Bát Môn để đấu với cụ ma và chữa lành được con mắt bên trái của Kakashi. Thực sự, trạng thái hiền nhân lục đạo có thể nói là trạng thái mạnh mẽ nhất mà một shinobi có thể đạt được. Naruto sau đại chiến ninja lần 4 đã không còn trạng thái này vì đã dùng hết chất ra của lục đạo và phong ấn Kaguya và hóa giải Tsukuyomi vĩnh cửu. Trong tất cả những shinobi từng đạt được đến cảnh giới hiền nhân lục đạo thì có lẽ Madara là người mạnh nhất khi sử dụng cảnh giới này sau Hagoromo. Nhưng tiếc là Madara vẫn chưa thực sự thể hiện được hết tài năng của nó thì đã bị Zetsu Đen tiễn về miền cực lạc rồi. Hiền nhân của Hashirama. Loại hiền nhân của Hashirama đến hiện tại vẫn là một bí ẩn và không có quá nhiều thông tin về nó. Sơ dĩ mình phải gọi loại hiền nhân này là hiền nhân Hashirama là vì trong Naruto chỉ có một mình ông là sử dụng được nó. Ngoài ra thì còn có Madara, nhưng cũng nhờ được cái tế bào của Hashirama, chứ bản thân Kuma cũng chẳng biết làm cách nào mà Hashirama có thể học được loại hiền nhân thuật này. Về cơ bản, hiền nhân thuật của Hashirama cũng giống với hiền nhân cốc và hiền nhân rắn, khi ông cũng phải hấp thụ chất ra tự nhiên và cân bằng nó. Nhưng nhờ đã luyện đến cảnh giới tối cao nên Hashirama có thể ngay lập tức kích hoạt nó mà không cần phải mất thời gian tập trung. Và như hai loại hiền nhân kia thì nó cũng giúp tăng sức mạnh của nhẫn thuật, ảo thuật và thể thuật. Nhưng hiền nhân thuật của Hashirama đặc biệt ở chỗ khi kết hợp với mộc độn thì ông còn có thể thi triển những nhẫn thuật cực mạnh. Ví dụ như nhẫn thuật mộc độn hiền nhân Thiên Thủ Quan Âm, Madara sau khi được cấy tế bào đệ nhất và sử dụng hiền nhân của cụ thì cũng có thể thi triển được những nhẫn thuật như Hashirama, thậm chí là còn uy lực hơn cả cụ nhất nữa. Hiền nhân vĩ thú. Cuối cùng, đó là loại hiền nhân vĩ thú. Đây đơn giản là giống với cảnh giới cao nhất của hiền nhân cấp. Nhưng thay vì được hai đại hiền nhân hấp thụ chất ra tự nhiên cho mình thì Kurama sẽ làm nhiệm vụ đó cho Naruto.
Còn lại, Naruto chỉ việc cân bằng chakra, nhưng nếu chỉ có như vậy thôi thì chả có gì để nói rồi đúng không? Naruto khi sử dụng trạng thái này, anh Bảy còn có thể kết hợp nó với chakra vị thú nữa. Chính vì thế mà sức mạnh của hiền nhân vị thú lớn hơn sức mạnh của hiền nhân cấp rất nhiều lần. Naruto khi bước vào trạng thái này thì mắt của anh Bảy sẽ chuyển sang màu vàng và có hình dấu cộng kết hợp giữa cốc và cáo. Sức mạnh của nhẫn thuật cũng được tăng lên gấp nhiều lần, và nhất là tuyệt kỹ bồng vị thú chứa chakra hiền nhân có uy lực cực kỳ khủng khiếp. Trong Boruto chúng ta có thể thấy Nano sử dụng trạng thái này khi đấu với Momoshiki khi hắn đến trái đất và tấn công kỳ thị Chunin. Đây cũng là trạng thái mạnh nhất của anh Bảy kể từ sau đại chiến ninja lần 4 và mất đi trạng thái lục đạo. Sau này thì có thêm trạng thái Baryon Mode thì mình sẽ không nói tới, vì đây là hai trạng thái khác nhau và không có cùng khái niệm nên khó mà so sánh được đâu là trạng thái mạnh hơn. Nhưng nếu xem xét dưới góc nhìn của một nhẫn giả thì Baryon Mode thực sự là không ấn tượng bằng trạng thái hiền nhân vĩ thú. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về trạng thái này? Hãy cùng để lại comment ở phía dưới cho mình biết với nhé. Mình muốn quảng cáo một chút. Nếu bạn vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị về Naruto mà không biết chia sẻ với ai, thế thì hãy đến với làng chế ảnh Naruto của mình, nơi mà bạn có thể tự do chia sẻ những hình ảnh hay những sự thật mà bản thân vừa mới phát hiện ra trong phim, kể cả trong truyện, để chia sẻ cho mọi người và cùng nhau xem. Đồng thời, bạn cũng có thể xem những ảnh meme siêu bựa, siêu hài hước của cộng đồng. Và còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay nhấn vào đường dẫn ở phía dưới phần mô tả để trở thành một thành viên trong làng chế ảnh Naruto cùng bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.